Chào các bạn, mình tên là Hoàng Anh. Hôm nay mình sẽ trình bày về đau thắt ngực ổn định và đau thắt ngực không ổn định. Đau thắt ngực, angina pectoris, được miêu tả như là trái tim bị bóp nghẹt lại. Nhìn chung, đau thắt ngực ổn định và không ổn định đều là biểu hiện của bệnh mạch vành, làm giảm lượng máu đến tim, khiến cơ tim thiếu oxy dẫn đến đau ngực. Trong đó, phổ biến nhất là đau thắt ngực ổn định, stable angina. Nguyên nhân phần lớn là do xơ vữa động mạch vành. Khi đó, các mảng xơ vữa làm hẹp cố định lòng động mạch vành, dẫn đến giảm lưu lượng máu nuôi cơ tim. Lượng máu này vẫn đủ cho tim hoạt động bình thường khi bệnh nhân nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi bệnh nhân gắng sức hoặc có xúc động mạnh, thì cơ thể sẽ đòi hỏi nhiều năng lượng hơn. Tim sẽ tăng co bóp, nên nhu cầu oxy cũng sẽ tăng. Lúc này lượng máu từ động mạch vành sẽ không còn đủ để đáp ứng nhu cầu của cơ tim, dẫn đến thiếu máu cục bộ và sẽ gây ra cơn đau thắt ngực. Cơn đau này thường kéo dài không quá 20 phút và giảm khi bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc sử dụng thuốc giãn mạch nitrat. Đau thắt ngực không ổn định, unstable angina, hay còn gọi là hội chứng mạch vành cấp. Nguyên nhân thường là do nứt vỡ mảng xơ vữa, dẫn đến hình thành cục máu đông, gây hẹp lòng mạch, làm giảm lượng máu đến nuôi cơ tim. Đau thắt ngực không ổn định thường dữ dội, kéo dài hơn so với đau thắt ngực ổn định. Các cơn đau có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, kể cả khi nghỉ ngơi, mức độ đau tăng dần và trở nên tồi tệ hơn trong một thời gian rất ngắn. Do đó, nếu cơn đau ngực kéo dài hơn 20 phút và không có dấu hiệu thuyên giảm, thì người bệnh cần đưa tới cơ sở y tế gần nhất để cấp cứu kịp thời. Phần trình bày của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.